Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trên bản tin tuần vào ngày thứ sáu hàng tuần. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin tuần và hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin ngắn phân tích bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số VN-Index, VN30 và phá sinh. Thì chúng ta có hai diễn đàn để trao đổi, Hùng có chia sẻ với các anh chị rồi, đó là Hùng Lê Chứng khoán. Các anh chị cứ search từ khóa Hùng Lê Chứng khoán thì tại kênh này thì chúng ta sẽ có những cái bản tin phân tích video ngắn khoảng tầm độ 8 đến 9 phút và hàng ngày thì chúng ta sẽ đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường à, còn trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì nó đã quá quen thuộc với tất cả anh chị em nhà đầu tư rồi mỗi tuần chúng ta sẽ có một bản tin và nội dung của bản tin tuần thì như thường lệ thôi chúng ta vẫn sẽ có à, các cái nội dung chính như sau phần thứ nhất thì cùng, cùng với các anh chị em chúng ta sẽ phân tích bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn 30 chỉ số phái sinh và chỉ số vn index ở trong tuần vừa qua và có một vài dự báo xu hướng kỹ thuật ở trong tuần à, giao dịch tiếp theo chính là tuần từ 18 đến 22 tháng 9. ở phần thứ hai thì cũng sẽ phân tích một số các cái danh mục các cái mã cổ phiếu tiềm năng ví dụ các mã cổ phiếu trụ, nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, nhóm thép, vật liệu đầu tư công, nhóm đầu tư công, bất động sản dân cư, nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán. còn thời gian thì cũng sẽ phân tích bổ trợ cho các anh chị một số các cái nhóm ngành phụ khác. À, lưu ý tất cả các nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân Hùng lê. chính vậy nên nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi uh, xem xét và áp dụng. chúng ta cần tham khảo nhiều nguồn thông tin từ đó chúng ta sẽ tổng hợp lại để chúng ta xem thử rằng uh, những cái thông tin nào nó thích hợp với chúng ta thì như vậy chúng ta sẽ uh, tiến hành để uh, chinh chiến ở trên thị trường. OK các anh chị, uh, chúng ta nói như vậy để chúng ta tránh những cái câu chuyện là chúng ta tranh luận về quan điểm rằng là uh, bạn này nói như thế này, bạn này nói như thế kia và trong cái quá trình mà ông lê uh, đi trên thị trường chứng khoán từ năm 2010 cho đến thời điểm hiện tại tức là 13 năm thì cá nhân ông lê hùng cũng đi học rất học hỏi rất nhiều các cái kinh nghiệm của các anh chị và hùng cũng không bao giờ phán xét. À, bất kể một ai Và ông chỉ đi chắt lọc những cái uh, giá trị Những cái cốt lõi, những cái gì tinh hoa nhất Của người khác có mà mình chưa có Thì mình uh, mang nó về để biến thành của mình Và từ đó thì mình uh, tự tin hơn Và mình dần dần để mình hình thành được Một cái tư duy đầu tư OK. Thì uh, trong tuần vừa qua uh, Bản tin video tuần uh, 193 Thì thì hùng đã có phân tích và đánh giá sơ bộ uh, bộ ba tham số chung của thị trường ở trong đó thì cũng có tiếp tục đánh giá thì số vn30 chúng ta sẽ kiểm định lại vùng 1.250 điểm và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1.237 đến 1240 và chỉ số này uh, tại cái vùng này thì chúng ta sẽ phân tích tiếp bởi vì khi mà vùng 1237 nó là cái vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng trong trường hợp nếu như nó bị thủng vùng 1237 thì chỉ số này sẽ nó sẽ đi, đi về đâu chắc chắn là vn30 sẽ đi về 1230 sau đó thì nó sẽ đi về vùng 1.225 điểm đó là các cái mốc mà khi mà vùng 1237 bị vỡ. ở đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ tiếp tục test ở vùng 1245 điểm và sau đó thì nó sẽ đi về vùng 1.237 và hoàn toàn tương tự tại đây chúng ta đánh giá tiếp xu hướng. chỉ số vn index thì xu hướng sẽ test về vùng 1.237 đến 1240 240 và điểm tiếp theo đấy là vùng 1227 đến vùng 1.230 điểm và tại đây thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng kỹ thuật của chỉ số vn30 trong trường hợp nếu nó bị mất vùng 1227 và ở trong bản tin tuần thì hùng cũng đã có uh, đưa ra cho các anh chị một cái xu hướng và quan điểm của cá nhân của hùng lê đúng không ạ trong quá trình chúng ta phân tích thì chúng ta chỉ đi sâu vào cái lòng của thị trường và hiện tại thì khi mà hùng ra bản tin phân tích tuần của video số 193 thì hùng đang cảm thấy rằng trong lòng thị trường của chúng ta có một số các vấn đề, có một số các vấn đề, còn vấn đề là như thế nào thì ông sẽ không phân tích chi tiết ở đây nhưng có một số vấn đề và những cái vấn đề đó nó đã thể hiện trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ờ uh, ngày thứ ba đúng không? ngày thứ tư. Và có những cái thời điểm mà chỉ số của chúng ta giảm rất là sâu 17 18 điểm như vậy. Đấy là những cái vấn đề tồn tại và trong tuần vừa qua thì uh, nó có khá nhiều các cung bậc cảm xúc đúng không? Có khá nhiều cung bậc cảm xúc, kéo có, rồi uh, hưng phấn có, rồi uh, gọi như là gọi là là gọi là thất vọng có đấy rất nhiều cung bậc cảm xúc và đối với chỉ số vn30 thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì cũng tiếp tục đánh giá đó 1228 đó cái xu hướng là chỉ số này sẽ test lại ở vùng 1228 đối với chỉ số phái sinh đúng không ạ thì chúng ta cũng sẽ có một cái vùng 1228 để test lại uh, kiểm tra cái tuột lại đối với chỉ số vn index cũng như vậy vùng 1227 để chúng ta uh, tiếp tục uh, phân tích ở cái điểm này để chúng ta xem thử xem là cái khả năng ở uh, chỉ số VN index của chúng ta có trụ vững ở vùng này hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi view lại bộ ba tham số chung của thị trường trên trạc kỹ thuật M5 các anh chị. Các bản tin hàng ngày thì hùng sẽ phân tích là trạc kỹ thuật giờ và đối với bản tin tuần thì chúng ta sẽ view ở trên M5. Đây, đây là bộ ba tham số chung của thị trường. Đầu tiên chúng ta nói đến chỉ số VN30, điểm đầu tiên sẽ test về vùng 1250 trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó test vùng 1250 và sau đó thì nó dựa tiếp tục test ở vùng 1237 điểm ở đây và cây nến và cây nến M5 sau 13 giờ thì chỉ số VN30 thất bại ở vùng 1237 thì khi mà thất bại ở vùng 1237 thì nó sẽ có xu hướng đi về vùng 1230 và cái điểm test sâu nhất kỹ thuật của chỉ số này nó về ở vùng 1227 điểm, tức là khi mà 1237 bị phá thì xu hướng tiếp theo nó sẽ là vùng 1225. Đó các anh chị, 1225. Và trong tuần vừa qua thì cái điểm hỗ trợ 1225 1228 à, tương đối là tốt của chỉ số VN30. Kể từ đây thì chỉ số này bắt đầu gì ạ? Có một nhịp hồi phục và À, chúng ta có cản tuần chúng ta có cản tuần VN30 ở vùng 1260 như vậy là trong ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy rằng là chỉ số VN30 của chúng ta đã có đến khoảng tầm 3-4 lần công cái vùng cản kỹ thuật 1260 nhưng hiện tại thì vẫn công chưa thành trên góc độ kỹ thuật chúng ta nhìn thấy ở đây như vậy là chỉ số VN30 khi gặp vùng 1260, đây mô hình hai đỉnh ở đây và nó lại tiếp tục quay trở lại diện vùng 127, 1240. Về cơ bản đóng tuần thì chỉ số này đóng tuần ở, ở vùng 1238 điểm các anh chị, tức là nó đóng đúng cái biên 1237, 1240 luôn. Trên góc độ kỹ thuật, trên góc độ kỹ thuật thì khả năng cao ở vùng cản kỹ thuật 1245 điểm, tức là có thể nó sẽ kéo về vùng 1245 ở trong tuần tới. Đó, có thể là nó nhồi lại ở đây và nó sẽ có một cái lực tăng nhẹ, à, một lực tương nhẹ và sau đó thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại. Thì cái điểm quay trở lại ở đây đó là sẽ quay trở lại vùng 1235, điểm sâu hơn trong tuần tới, điểm sâu hơn trong tuần tới thì chắc chắn chúng ta phải ngắm lại chỉ số VN30 ở góc độ ở vùng 1225 đến khoảng vùng 1228 điểm ở đây. Đó là cái cách mà tạo lập của thị trường, khả năng họ phải có xu hướng test ở cái cung kỹ thuật lại ở quanh vùng này. Ờ, đối với chỉ số phá sinh thì chúng ta cũng nhìn ở đây, đó, phá sinh thì cũng như cũng có phân tích cho anh chị, đầu tiên là chỉ số này sẽ test về ở quanh vùng 1245 điểm ở đây. Thì trong phiên giao dịch thứ hai là nó test về 1245, sau đó nó tiếp tục diện uh, uh, chỉnh cung về vùng 1237 và thủng 1237 thì xu hướng khi 1237 bị thủng thì xu hướng tiếp theo nó sẽ đi về vùng 1225 đến khoảng vùng 1228 điểm ở đây. Và chỉ số phá sinh thì uh, trong phiên <laughs> trong phiên giao dịch của ngày 11 chỉ số này đã có thời điểm là rất sâu, tức là nó vỡ cả cái vùng 1.225 điểm cơ, sau đó nó rút chân lên, đó, rút chân lên ATC và về cơ bản thì trong phiên giao dịch ngày thứ ba chỉ số này test nhẹ lại ở vùng 1 và sau đó có một lực long mạnh về vùng 1.60. Như vậy là cung bậc cảm xúc là gì? Cung bậc cảm xúc ở trong phiên 11 là thất vọng, cung bậc cảm xúc trong phiên 12 là gì? Là hưng phấn. Rồi đến cung bậc cảm xúc của phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm. Ngày thứ uh, ngày thứ tư thì dập dìu ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta uh, ngày thứ 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 tư, ngày thứ tư thứ năm thì rất là là gì rất là, là 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 sợ rất là là là, là tồi tệ đúng không ạ? Và đến ngày thứ sáu thì phập phù, có lên có xuống. <laughs> và cái tuần như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thế nào? Thực ra thị trường chứng khoán nó có nhiều cái hay lắm anh chị. Mọi người cứ làm trồng trọng hóa vấn đề thôi nhưng mà cơ bản là chúng ta nắm được cái quy luật của thị trường và chúng ta nắm được cái sự vận động. <laughs> của nó thì nó sẽ khá là ok à, chỉ số vn 30 f 1 m nhìn chung thì khả năng ở đây có vùng cảnh thuật 1245 tuần tới thì khả năng nó sẽ kéo về 1245 và sau đó thì nó diện nó có, có những cái điểm test kỹ thuật nhẹ lại thì nó sẽ test lại khả năng đây này, đang đặt ở vùng 1231 1232 đó và điểm sâu hơn thì vẫn là 125 128, chỉ số vn 30 và phá sinh có vùng hỗ trợ kỹ thuật này ở tuần tới có thể à, chỉ số này sẽ quay trở về đây để test và test thành công tích lũy ở đây lực long quay trở lại thì như vậy là chúng ta gì ạ chúng ta mua vào vị thế bởi vì trong phiên ngày hôm nay uh, buổi sáng thì cũng đã có một cái bản tin phân tích ngắn cho các anh chị rồi dòng tiền chờ mua dòng tiền mua đã xuất hiện quay trở lại tốt ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là những cái cơ sở rất quan trọng để giúp chúng ta phân tích về định lượng chân sóng và các anh chị nhớ lại là chân sóng ngày 22 tháng 8 Ờ, uh, Hùng đã có phân tích đây thì Hùng sẽ view lại ở đây cho các anh chị uh, chúng ta sẽ nhìn ở trên trạc kỹ thuật uh, chúng ta sẽ nhìn ở trên trạc kỹ thuật uh, trên trạng kỹ thuật giờ thì chúng ta nắm được đó chân sóng 22 tháng 8 ở đây đúng không ạ chân sóng 22 tháng 8 ở đây đó là một cái thời điểm hùng có phân tích cái chân sóng phục hồi và các anh chị nhìn thấy là khi chúng ta tiếp cận được sát cái chân sóng này và chúng ta đã có một nhịp tăng cực kỳ tốt khi chỉ số vn index của chúng ta quay trở lại vùng 1245 đến vùng 1250 điểm ở đây rất là tuyệt vời thì chúng ta quay trở lại chúng ta sẽ phân tích chỉ số vn index ở trên trạng kỹ thuật m 5 thì một view nhỏ lại để các anh chị nắm được đây ok chúng ta sẽ nhìn thấy đây như vậy là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số này có gáp tăng về vùng 1250 và sau đó gì ạ chỉ số này lấp lấp gáp thì cái điểm lấp đầu tiên đó là vùng 1237 các anh chị 1237 bị thủng thì nó sẽ về đến đâu mùng 1227 đến vùng 1230 các anh chị nhìn thấy là nó đi lần lượt nó đi lần lượt các anh chị nó đi lần lượt từng người ta ghét một đó và khi khi cái vùng đây này các anh chị nhìn thấy đúng không ạ về đến vùng này nó có hồi lại về vùng cản và đến nó không vượt được cái cản 1240 ở đây thì nó lại bị nhồi tiếp và khi về đến vùng 1227 á nó về gặp hỗ trợ thì nó lại nhồi lên và nó vượt lại vùng 1230 và cái vùng 1230 nó lại không vượt được tiếp và nó lại bị gì ạ? Nó lại bị đạp tiếp thì nguyên lý hoạt động của nó là như vậy. Và điểm sâu nhất của chỉ số VN Index trong tuần về đến vùng 1220 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay ông có có một cái kịch bản tắt ao bắt cá. Tuy nhiên là cái kịch bản này thì trong phiên ngày hôm nay nó không được thực sự là ok lắm bởi vì cái dòng tiền bán nó không đủ lớn. À, chính vậy nên khả năng là kịch bản săn bắt cá nó sẽ nằm ở trong phiên giao dịch của tuần sau. À, trong tuần này thì cũng có rất nhiều uh, cái sự biến động đúng không ạ? Chỉ số VN Index của chúng ta giảm sâu về vùng 1220 và sau đó lại long mạnh về vùng 1250 và cái tuần thì nó lại về lại đến sát vùng 1220. Như vậy là tạo lập họ rang lạc đó liên tục sang như vậy thì dẫn đến là nhà đầu tư của chúng ta nếu như chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ bị xoáy vào cái vòng quay của tạo lập và khi chúng ta xoáy vào cái vòng quay của tạo lập thì vô hình dung là chúng ta là những cái con cờ uh, những cái con cờ nó đi trên cái bàn cờ lớn của các tạo lập và như vậy là chúng ta sẽ bị cuốn theo và khi chúng ta bị cuốn như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái sự, sự rủi ro nếu như chúng ta không có những cái đội nhóm uh, phân tích chúng ta không có cái sự định hướng thì đấy sẽ là một cái thiệt thòi rất lớn cho nhà đầu tư đấy quan điểm thuật của thuật cổ như vậy đối với chỉ số index của chúng ta ở đây thì chúng ta có một cái cản ngắn ở đây này 123 123 và khả năng tuần tới thì nó sẽ có sự hồi nhẹ lại về vùng 1230 sau đó thì nó sẽ đi test lại điểm một test một ở một hai và điểm test hai ở sau một hai để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng là chỉ số vn index của chúng ta có tích lũy được ở vùng một hai hay không trong trường hợp nếu chỉ số vn index của chúng ta bị vỡ vùng một hai thì rất có thể đấy là một cái ý đồ tạo lập và họ đạp thủng qua cái hỗ trợ này để cho nhà đầu tư hoảng loạn và sau đó thì họ sẽ cân cái điểm cân ở dưới này và cái điểm điểm cân đó thì chắc chắn phải là trực tuyến phải là real time trong phiên giao dịch kiểu khi đó mà sẽ phân tích và có thời gian thì cũng sẽ chuyển hóa thành bản tin để có thể chuyển đến anh chị em nhà đầu tư thì tạm thời như vậy chỉ số vn index của chúng ta tuần tới chúng ta sẽ tập trung chúng ta đánh giá cái vùng cản một hai ba mươi một hai ba đồng thời hỗ trợ cái thuật ở một hai hai mươi để chúng ta đánh giá thêm và các anh chị nắm được những cái mốc thời gian như vậy các cái mốc định lượng như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ chủ động để chúng ta chiến đấu ở trong tuần sau và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo, phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì các anh chị lưu ý cái điểm mục đánh dấu xanh ở đây. Đấy chính là cái điểm mà kết phiên tuần trước chúng ta ra bản tin video số 193. Chúng ta đánh cái dấu cái điểm xanh như vậy để chúng ta nắm được ở trong tuần vừa qua các cái kịch bản phân tích của chúng ta và tiên lượng về cổ phiếu của chúng ta đã đi như thế nào ở trong tuần vừa qua thì chúng ta nắm được sơ bộ các anh chị. Thì đối với MB À, trong tuần vừa qua nó đã test thành công ở vùng 53.5 đến vùng 54. Kết phiên à, tuần thì có thời điểm nó đã long suy à, sát ở vùng 59.5 tức là target mục tiêu của chúng ta ở đây. Thì khi chạm gần tạm target mục tiêu này thì đây nó đang có hai cây chỉnh giờ thì hai cây chỉnh này thì cơ bản là nó sẽ đi về khoảng vùng 55.4 ở tuần tới thì nó sẽ tích lũy tiếp ở vùng 55.4 trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng này thì khả năng là có cái sự phục hồi tuy nhiên với góc độ ngắn hạn thì khả năng hùng đánh giá rằng cái việc mà mở với đúc cờ tích lũy ở vùng này là khó và nó sẽ có xu hướng quay trở lại ở vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 Masan, Masan thì nó có những cái thông tin khá là tích cực về ngành bán lẻ các anh chị nhá và với cái sự hợp tác của Việt Mỹ thì như vậy là nó sẽ có khá nhiều các cái yếu tố tích cực và hưởng lợi trong thời gian tới và đây cũng là một mã cổ phiếu mùng ngắm để cho các anh chị em chúng ta gom dài đánh dài. Ở trong thời điểm tại tuần vừa qua Masan đã có những cái vùng chỉnh kỹ thuật vùng 1 nó chỉnh về đây này về về 81.5 thất bại. Và tiếp theo thì nó sẽ đi về cái điểm thứ hai đó là 79.3 đến khoảng vùng 80. Và trong hai phiên kết tuần thì nó có cái điểm rút ở vùng 78. Như vậy tuần tới ở khoảng vùng 78, 78.5 khả năng sẽ có tiếp cái vùng này. Còn nếu như chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái vùng mua mục tiêu chúng ta có thể mua ở vùng 78 78.2 và sau đó thì Masan chúng ta sẽ tụt tiếp tụt xuống ở khoảng vùng 75 đến 76 chúng ta tiếp tục thu gom và trong cái giai đoạn hiện tại đó là những cái thời điểm mà chúng ta thu gom mát san với góc độ trung và dài hạn Vinamilk hiện tại là một trụ cũng đánh cất rất là tốt và trong bộ trụ thì chỉ chọn là ba mã cổ phiếu này thôi các anh chị nhìn ra đây trong tuần vừa qua 78 78.7 tiếp tục là vùng hỗ trợ cái rất là hay đây không biết có phải bị bị một cái à đây đúng rồi <laughs> đó thì ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai là luôn có có một cái nền ở về vùng 78 và thậm chí là có vùng 81 luôn tức là nó đánh trần sàn đó thì các anh chị có thể là trong cái giai đoạn hiện tại chúng ta có vị thế rồi thì chúng ta có thể tối ưu hóa bằng uh, hỗ trợ chúng ta mua và kháng cự chúng ta bán phiên kết tuần tiếp tục có vùng 81 trên các đội thuật dòng tiền khá là ok khả năng thì mình sẽ tiếp tục ngắm cái uh, cái target kỹ thuật của nó lên khoảng vùng 83.5 đến khoảng vùng 84 ở nhóm ngành thứ hai chúng sẽ uh, tiếp tục đi phân tích đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì các anh chị biết rồi bất động sản khu công nghiệp là một trong những cái định hướng chiến lược uh, dài hơi Uh, từ quý 4 của năm 2022 cho đến uh, đến tận thời điểm này thì chúng ta thấy rằng nhóm ngành bất động sản công nghiệp cũng đã có một cái hành trình tăng cực kỳ là tốt <laughs> và hiện tại thì cũng vẫn tiếp tục định hướng uh, vẫn tiếp tục định hướng cho nhà đầu tư tiếp tục chiến đấu đối với KBC ở trong tuần vừa qua chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 34 bản chất nó là kháng cự trước đây nó là kháng cự bây giờ nó trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 34 và các anh chị nhìn thấy rằng là chúng ta có đến bốn cây nến nó test về vùng 34 và nó đều rút chân lên và cây kế nến kết tuần thì nó ngồi lại được trên vùng 35 cộng dòng tiền khá là tốt phiên ngày hôm nay đánh gấp gấp đôi trung bình 21 phiên tín hiệu đường mát ok như vậy về góc độ kỹ thuật chúng tiếp tục kỳ vọng ở trong nhịp tới KBC sẽ tiếp tục đánh lên vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 ITA là bạn của KBC đó. Và <laughs> nhịp vừa qua thì nó cũng đã có một cái nhịp đánh về mặt kỹ thuật là nó đánh vượt lại vùng 6.3, vùng 6 6.4, 6.5 ở đây là vùng cả kỹ thuật và khi gặp vùng này thì đương nhiên nó phải quay lại test những cái điểm test kỹ thuật đầu tiên, nó phải quay về. Đầu tiên thì đầu tiên nó phải quay về vùng 6.3 là đương nhiên rồi. Sau đó thì nó sẽ quay về vùng ở đây này, vùng 6 và điểm tiếp theo nó sẽ ở vùng 5.8. Ở tại vùng 5.8 vùng 5.7, 5.6 đây là những vùng mục tiêu để như vậy là chúng ta gì ạ? chúng ta thu gom đấy anh chị vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.8 ở đây thì tuần tới thì ông Lê cũng sẽ tập trung để bắt ở quanh những vùng này điểm sâu hơn là vùng 5.35 nhưng mà vùng này thì chúng ta cũng chưa tính toán đến bởi vì uh, trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì khả năng là chúng ta sẽ cứ từ từ uh, chúng ta dò thêm uh, dò thêm chân sóng đấy anh chị và cái cái phương pháp mà chúng ta trading đó là chúng ta đánh ở trên những cái gì chúng ta có, danh mục chúng ta có gì thì chúng ta mua cái đó, danh mục chúng ta có mã nào thì chúng ta đánh mã đó. Và chúng ta cứ đạp bán đi và mua vào khoảng tầm từ 30 đến 50 trăm tỷ động danh mục chúng ta nắm và chúng ta cứ liên tục làm như vậy. Đó, cái bài toán nó rất là đơn giản như vậy thôi, nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư thì gần như chúng ta không làm được cái việc đó. Đối với SSC ở trong tuần thì có hai điểm. Thứ nhất đó là điểm chạm kỹ thuật trên đó là vùng 40.7, vùng cản mà nó chạm lại cái mút nến của cây nến ngày thứ sáu. Đồng thời thì nó cũng test thành công ở cái điểm 38 đây, điểm 1 là test 38 này. Sau đó nó chạm lên 40, sau đó nó chỉnh cung. Cây nến kết tuần thì nó có lấp lại được. Nó có lấp lại được cái vùng ở đây là vùng 39 cộng. Tuy nhiên là lực lấp thì nó cũng chưa đạt lắm nên khả năng tuần tới SSC nó vẫn còn cái điểm rơ lắc lại ở khoảng quanh vùng 38 đến khoảng vùng 39 để chúng ta tiếp tục đánh giá. IDC trong nhịp vừa qua cũng rất là hay đúng không ạ từ chân sóng 22 tháng 8 đến thời điểm tại là IDC cũng đã có một sự phục hồi cực kỳ tốt và tuần trước thì nó đạt lại được cái target 50 và tuần này thì tiếp tục có à, tuần này tiếp tục có target 51 51 đây anh chị 51 Đấy, 51 đúng tròn 51 luôn và sau đó nó chỉnh cung ở trong phiên như vậy thì các anh chị hiểu được rằng là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta phân tích điểm hỗ trợ và điểm kháng cự rất là quan trọng tại những cái điểm kháng cự chúng ta đừng có mua tại sao những nhà đầu tư khi cổ phiếu idc về đến vùng 50-51 mươi năm 50, mươi năm vẫn vẫn tiếp tục mua nhưng với cá nhân hùng lên hùng không bao giờ là 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 có những cái phân tích để đây đây là những cái điểm mua hết đó, đó mà chúng ta có những cái điểm mua ở đâu đó, ví dụ trong những chân sóng 22 tháng 8 này chúng ta có điểm mua 4344 này à, sau đó nó test cung nhẹ lại 44.7 là cực đẹp này rồi trong tuần này nó chỉnh cung đó, nó chỉnh cung thì điểm chỉnh thứ nhất ít nhất là ví dụ vùng 48.4 chúng ta mua thì ít nhất là vẫn đỡ bị lỗ đúng không? Và điểm thứ hai là 47 đến 47. 47.5 ở đây. Đó, đóng cửa 47.8 như vậy là chúng ta trao đây một điểm chúng ta trao đây điểm hai như vậy nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với cái điểm ở trên này. Nó vậy phân tích, có phân tích, có khác đúng không anh chị? Có học, có khác, đó, có tìm hiểu có khác, có ghi chép có khác, chắc chắn là như vậy. Rồi. IDC <laughs> tuần tới khả năng vẫn sẽ tiếp tục có ở biên 4747.5. Mục tiêu thì chúng ta vẫn như vậy thôi, chúng ta tiếp tục ngắm lại vùng 50, sau đó thì khoảng vùng 51. Cổ phiếu VGC trong tuần vừa qua cũng khá là tốt. Đấy, cản trên của nó là vùng 52.8. Đấy phiên giao dịch ngày thứ tư nó đẩy lên được suy sát cả 52.8. Đồng thời nó test cũng rất thành công ở điểm 50. Đó, trong tuần vừa qua là nó răng lạc mà, tạo lập hoặc răng lạc nên là <laughs> cổ phiếu nó như vậy thôi, nó đan xen, có tăng có giảm, có tăng có giảm và trong một cái biên nào đó. Thì như vậy về mặt tín hiệu kỹ thuật trong tuần tới S, à, VGC khả năng vẫn sẽ có tiếp ở vùng à, Vùng 49.8 49.8 đến khoảng vùng 50 là hỗ trợ và cản kỹ thuật trên Đó là khoảng vùng 52.8 Tiếp tục đánh giá thêm ở vùng này Trong trường hợp nếu nó bứt được cản 52.8 Thì chúng ta sẽ hướng về target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 55 còn trong trường hợp nếu như vùng 50 bị phá vỡ thì như vậy là nó sẽ có cái gì? nó sẽ có cái điểm hỗ trợ tiếp theo để nó tích lũy lại ở khoảng vùng 48 đến khoảng 48.5. Ở nhóm ngành tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép thì đối với thép nó cũng có những cái yếu tố kỹ thuật nó liên quan đến ngành đầu tư công và trong cái quãng thời gian vừa qua thì nhóm thép cũng đã tăng khá là tốt, đạt được những cái target kỹ thuật rất là ok Cổ phiếu đầu tiên chúng ta đi phân tích đó là Hòa Phát đây. Thì Hòa Phát ở trong tuần vừa qua nó test thành công ở vùng 27.8, sau đó nó có một cái nhịp long vượt vùng 29 và đóng cửa và điểm cao nhất của điểm này là nó vượt lên được vùng 29.4, sau đó thì nó bắt đầu nó có ba cây nến suy yếu. tín hiệu đường mã CD chúng ta nhìn thấy rằng là kể từ phiên giao dịch của ngày thứ tư thì tín hiệu đường mã ACD của chỉ số này bắt đầu có cái sự suy yếu. Và với cái sự suy yếu này thì thông thường á là cổ phiếu nó sẽ chậm đà tăng, hai là nó sẽ chỉnh giảm. Đó, thì cái câu chuyện nó như vậy và khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chốt bớt cổ phiếu, đơn giản thì còn như vậy thôi. Phía ngày hôm nay, chỉ số à chỉ số cổ phiếu Hòa Phát đã bị à, mất cái vùng 27.7 và 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 cái khả năng ấy, khả năng cao thì tuần tới cái điểm 27.7 này cổ phiếu này nó sẽ bị à, phá vỡ, khả năng là như vậy. Và xu hướng à, tiếp theo để chúng ta đón hỗ trợ của nó là vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 cổ phiếu Nam Kim nhìn chung ở trong tuần vừa qua khá là tốt. Nam Kim đã test rất thành công ở vùng 20.5 đến vùng 20.7. Đồng thời nó cũng diện, nó cũng công cản kỹ thuật hỗ trợ 20, à, công cản kỹ thuật 22. Có thời điểm thì nó đã đánh lên khoảng vùng 22.5 gì đó và sau đó thì nó bị tụt lại và nó đóng đúng vùng 22 luôn. Cái nền kết tuần nó tiếp tục công cản 22 nhưng công không thành như vậy khả năng tuần tới thì cái vùng 20.5 đến khoảng vùng 20.20.5 à, đến khoảng vùng 20.8 à, đó sẽ tiếp tục là vùng hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim cổ phiếu có thể nó sẽ tiếp tục test về đây à, tích lũy thành công và chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là công vượt cản vùng 22 để đi về khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 của nhịp này à, cổ phiếu hoa sen <laughs> hsg ở à, trong tuần vừa qua test rất thành công ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 21 đồng thời nó cũng uh, có điểm công cản 22 có thời điểm đã gần vượt vượt lên đến suýt soát vùng 23 Tuy nhiên là vùng này nó không diện uh, không đủ lực để đi và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái tín hiệu đường MACD đây này nó đang có một cái gì nó đang có một cái sự suy yếu khá nhẹ nhẹ ở đây chính vậy nên khả năng cổ phiếu sẽ sideways và biến sideways sẽ là 21 đến khoảng vùng 22 để chúng ta tiếp tục đánh giá VGS đẹp <laughs> trong tuần vừa qua thì VGS cũng đã chính thức đạt được cái target mục tiêu đó là vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 nó có hai cái nến test kỹ thuật lại ở vùng 19.7 rất thành công và khi nó test thành công như vậy á thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng tuần tới cổ phiếu này có thể kỳ vọng chúng ta có thể nâng target kỹ thuật của nó lên khoảng quanh vùng 22.7 đến khoảng vùng 23 TVN thì ở góc độ chúng ta đánh dài gom dài và chúng ta cứ bình tĩnh thôi ở trong tuần vừa qua đây khi mà tuần trước thì cũng có phân tích đây này kiểu gì nó sẽ quay lại vùng 7.4 đến 7.5 và kết tuần thì nó đóng cửa 7.4 cá biệt trong phiên nay có điểm rút chân lên ở đó thì phiên nay cũng có một cái tính chất là tát đã bắt cá tuy nhiên là tát nó không đạt nó phải nó phải tạo cái sự hoang mang cơ hoang mang cực độ thì khi đó nó mới đạt được cái phiên tát đã bắt cá Thế còn phiên ngày hôm nay chưa hoang mang phiên ngày hôm nay vẫn bình tĩnh lắm vẫn bình thường thì ở đây chúng ta thấy rằng là tvn ở đây 7.4 và điểm sau có thể vùng 7 nói chung là lanh quanh đây này 7 hoặc là cái điểm điểm hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 6.7 đúng không 6.7 đến vùng 7 thì có thể là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhụn nhịp nhún đó, Nhịp nhún vào đó tại những cái nhịp nhún đó thì chúng ta sẽ bắt ví dụ chúng ta bắt ở vùng 7.4 này đó, Rồi sau đó chúng ta bắt ở vùng 7 này Rồi sau đó chúng ta bắt ở vùng 6.7 đến vùng 7 đấy cái cách như vậy chúng ta Chia nhỏ ra Khi chúng ta gom mà chúng ta chia nhỏ ra Rồi TLH ở trong tuần thì cũng rất là hoành tráng à, công cảm 9.1 2 nhát chạm 9.1 đồng thời Nó cũng à, test thành công hỗ trợ ở vùng 8.5 phiên ngày hôm nay có đạp so xuống tuy nhiên là rút chân vẫn đóng cửa vùng 8.5 tức là nó vẫn đóng ở cái hỗ trợ kỹ thuật à, tuy nhiên là nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì cũng chưa thực sự là 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 khỏe khoắn lắm nên khả năng tuần tới nó vẫn còn có những cái điểm test lại mút nến đó thì nó test lại mút nến thì đâu đó một là nó có ở ở đây này vùng 8.1 8.1 hoặc là cái mút nến đấy hoặc là cái điểm 8.1 ở đây rồi sau đó từ đây thì nó mới diện nó mới có thể có gì có những cái lực bật ở đây thì chúng ta lựa lựa thôi cái này thì chúng ta phải trong phiên giao dịch trực tuyến các anh chị thì chúng ta mới đánh giá được cái xu hướng. Đó, còn uh, trên góc độ tuần thì chúng ta chỉ dự báo tại những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự như vậy cổ phiếu có thể đi được. Đó. Nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công. Hai nhóm ngành này cũng được phân tích định hướng từ quý 4 của năm 2022 và tiếp tục uh, chiến đấu cho đến khả năng là sẽ hết hết nó sẽ delay sang khoảng tầm quý 1 của năm 2024. Đấy là dự báo sớm là như vậy. Đầu tiên chúng ta phân tích mã cổ phiếu KSB Mã này chuyên về đá Thì trong tuần vừa qua KSB rất thành công các anh chị Rất thành công Rất thành công KSB đã công công vượt cản 33 Đó và lên tận vùng 34 Suy soát tí nữa thì lên được cái target 35 Tức là nếu nó đạt được cái target 35 trên 35 Đấy là một target cực kỳ mạnh Các anh chị cực kỳ mạnh và cực kỳ khỏe ở trong tuần vừa qua Và rất thành công Và nếu như chúng ta tính từ chân sóng ở đây là vùng 28 29 đó, 28, 29 chúng ta gom Và lên đến tận vùng 35 Sau khoảng tầm 3 tuần chiến đấu Thì đấy là một cái target Như mơ, các anh chị như mơ Nó không đơn giản đâu Rồi, và sau cây nến Rất hoành tráng thì lại có hai cây nến Yếu xìu à, Nhưng anh chị em mà đu ở vùng 34 này Là bây giờ bắt đầu thấy mặt bắt đầu méo méo rồi này Xong đến phiên ngày thứ ba thứ hai thứ ba tuần tới Nó về nó lại nhún phát xuống 32 này là méo hơn một tí này nhưng mà nó nhún xuống một phát đây là coi như anh chị em cắt lỗ này về 31 là cắt lỗ này và cắt lỗ xong thì như vậy là nó lại tăng thôi à đó cái câu chuyện đó là như thế cũng là cổ phiếu kp thôi à, nhưng mà à, ai mà nắm được những cái quy luật vận hành như vậy thì chúng ta sẽ thắng và những ai mà không nắm được thì chúng ta lại hỏng thôi tất nhiên là những cái sự phân tích mà có trình bày trên video đấy nó mang tính chất gọi là dự báo các anh chị dự báo và nó có xác suất và nó có độ tương đối chứ nó không có độ tuyệt đối đó đấy thì ví dụ như đây plc đó, trong tuần vừa qua đúng không ạ chúng ta có hỗ trợ ba sáu ba ok vùng này các anh chị có thể cân chúng ta có kháng cự ở đây là vùng 38.5 vùng 39 chúng ta có thể bán ok đó là phân tích và các anh chị cứ tua lại bản tin tuần video số 193 xem thử xem xem là 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 ông nói như vậy không có nói như vậy không đó nếu mà ông nói như vậy á không nói ở cái vùng nào là target mục tiêu và vùng nào là hỗ trợ thì các anh chị có thể uh, inbox để phản biện gọi là phản hồi lại chung lên. Đó. Và trong tuần này thì như vậy thôi, nó lại tiếp tục công vùng cản và uh, tiếp tục uh, test những cái vùng hỗ trợ. Uh, trên góc độ kỹ thuật thì khả năng tuần tới nó sẽ ở đây này, khoảng quanh vùng 36.9 đến khoảng vùng 37 khả năng nó sẽ tiếp tục test cung kỹ thuật ở đây và gì? Và nó sẽ uh, tiếp tục công cản kỹ thuật 39 hướng về vùng vùng 40. Còn đối với cái tính tạo lập của con PLC thì cũng đã có phân tích các anh chị rồi đúng không ạ? Một cây nến, đây, cây nến, đây, và một cây nến, một cây nến. Nó chỉ cần một cây nến thôi là nó có thể đạt được cái target mục tiêu. Đó, có thể cả tuần nó nằm im nhưng mà nó chỉ có một cây nến thôi. Đó thì đây chính là cái cây nến mà mô phỏng cái khả năng là cổ phiếu này nó sẽ kéo một phát từ uh, từ hỗ trợ lên kháng cự. Đây thì đúng là hai cây nến đấy các anh chị, hai cây nến là từ hỗ trợ lên kháng cự luôn làm luôn cái target của con này là coi như là bằng bằng gửi ngân hàng một năm đấy 36 37 à 36.5 mà lên đến 39 là xem nào chia xem nào 36.5 trừ 39 chia cho 36.5 ờ, làm 6,8 trăm luôn coi như bằng gửi ngân hàng năm trong có hai nốt nhạc bằng gửi ngân hàng năm đó đúng không ạ rồi, rồi. <laughs> rồi cổ phiếu tiếp theo BCC Ở đây thì chúng ta thấy rằng là BCC ở trong tuần thì nó cũng đã gì ạ Nó cũng đã chạm được suy soát chạm được cái target mục tiêu quanh vùng 13.3 Và nó nó cũng có một cái điểm test kỹ thuật cực kỳ thành công ở vùng 12.4, 12.5 Nó làm hai vòng luôn Rồi nó lại quay lại vòng tiếp đó, Nó lại vòng tiếp thì đây Tuần tới 12.4, 12.5 lại tiếp tục cân và Đâu đó đẹp trời nó lại kéo phát lên vùng 13, 4, 13, 5 lại táp bớt nó đi đó, rồi biết đâu được nó lại đấy nó cứ như vậy thôi và chúng ta uh, tìm kiếm những cái điểm hỗ trợ để chúng ta gom và tìm kiếm những cái điểm kháng cự để chúng ta bán ra rồi nhóm mạnh đầu tư công gồm có cổ phiếu VCG <laughs> trong tuần vừa qua thì như vậy là VCG tiếp tục công vùng cả cái thuật 29.5 hai lần công và uh, với hai cái nến kết tuần như thế này thì như vậy là cái vùng gì ạ vùng 29.5 của chúng ta chúng ta chỉ lên được vùng 29.5 thôi cổ phiếu này tạm thời cái target ở đây mà chúng ta ngắm ở vùng 31 31.5 chưa thể thành hiện thực. Vì sao? Với hai cái nến như thế này và tín hiệu đường MACD cắm đầu đi xuống như vậy cổ phiếu cái đà tăng của cổ phiếu đã chậm lại và cổ phiếu sẽ có xu hướng chỉnh cung. Cái gì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng chỉnh cung. Nó không tăng được đâu. Đấy, đường mát mà cắm thế này tăng làm sao được? Thì cái điểm chỉnh cung nó sẽ chỉnh về đâu? Ít nhất là khoảng vùng 26 đến vùng 26.5, điểm sâu hơn ở đây này sẽ là vùng 25.4, tức là dự dự khoảng hai cái vùng chỉnh cung như vậy thì để chúng ta lựa đó trong phiên giao dịch thì chúng ta sẽ lựa để chúng ta đã phán đoán thêm, ví dụ trong phiên giao dịch ngày thứ hai để chúng ta xem thử là cái mức độ tích cực của cổ phiếu ở tại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 26.5 như thế nào. Đó, rồi sau đó tại vùng 26 như thế nào, rồi tại vùng 25.8 rồi vùng 25 ở đây như thế nào. Đó thì chúng ta đánh giá ở trong trực tuyến. FCN cực khỏe trong tuần vừa qua thì gần như nó hoàn thành xuất sắc hoàn thành xuất sắc target các anh chị hoàn thành xuất sắc target và đồng thời nó cũng gì ạ nó cũng test hỗ trợ thành công ở vùng 17.2 đó hai cây nến đầu tuần nó test thành công và ba cây nến sau thì nó bứt lên ở vùng 19 cộng cây nến uh, kết tuần thì nó test lại ở biên 18.7 đến vùng 19 như vậy rất là hợp lý uh, bởi vì nó tạo gáp và nó hở gáp ở đây nên là xu hướng thì cổ phiếu nó sẽ có cái sự diện tích lũy trở lại để trước uh, để, để 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 hấp thụ một cái phần cổ phiếu và trước khi mà chúng ta đánh tiếp nhà đang nhìn về xu hướng SNR sẽ hướng về khoảng vùng cản 20.5 đến khoảng vùng 20 21 cô 4 cũng rất là tốt cô 4 thì cũng có những cái thông tin về gói thầu v.v. và hiện tại thì ở trong tuần vừa qua cô 4 đánh cũng rất thành công đấy, cản 15.5 đó là vùng cản kỹ thuật các anh chị có thể bán ra và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, ở vùng 14.5 thì có thể cân, đó, ít nhất là chúng ta cân 14.5 thì chúng ta chưa bị lỗ bởi vì đóng cửa ở đây vẫn là 15 à, kết tuần vẫn là 15, thì đấy là những cái nguyên lý những cái cách mà chúng ta tiếp cận cổ phiếu, tiếp cận thị trường. Ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 14.14 14.14.14.14.14.5 14.7 khả năng tuần tới, xem cổ vốn sẽ tiếp tục test về đây, mục tiêu vẫn tiếp tục công cản 15. LCG trong tuần vừa qua cũng có một lực cầu cực kỳ tốt và cũng đạt kỳ vọng đó, vùng hỗ trợ kỹ thuật đây, LCG test thành công ở vùng 13.7, đồng thời thì nó cũng công thành công với vùng cản 14.5 14.7 và đóng cửa max có thời điểm công lên 15 thì ở cái vùng 14.7 đến 15 rồi cái cản rồi thì các anh chị sao mà chúng ta cứ phải cố làm cái gì cho nó mệt đó. nhiều tài khoản lên đến 15 rồi vẫn cứ cố mua cũng không hiểu đấy không hiểu về tư duy đó mà chúng ta sẽ để gì ạ khi mà nó lên như này thông thường nó sẽ trả gáp và những cái cái việc cổ <laughs> phiếu mà nó trả trả gáp lại ấy. đó thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt ở tuần tới ở khoảng vùng 14 điểm xa xa nhẹ nhẹ nhàng hơn thì đâu đó ở khoảng vùng 37 đến vùng 13 9 14 đấy là những cái điểm mà nó dự kiến nó sẽ lắp lại anh chị HHV HHV trong tuần vừa rồi cũng có một cây nến xuất thần HHV cũng xuất thần đấy xuất thần vì nó đánh bật được vùng 16.5 và vùng 17 hai cây nến kết tuần thì nó cũng test ở đầu mút nến khá là đẹp như vậy tuần tới nếu như trong trường hợp nó thêm một đến hai cây nến mà test 17 không thủng nữa thì khả năng cao là HV sẽ tiếp tục chiến đấu và tiếp tục kéo lên cờ 36 ở trong tuần vừa qua có hoàn thành được cái target 10 10.2 <laughs> tốt Tuần tới khả năng sẽ test lại ở quanh vùng 9.6 Mục tiêu thì lại tiếp tục hướng 10.2 Khỏe khoắn hơn thì 10.5 Nói chung G36 trong nhịp này thì đánh hơi rời Nên là chúng ta cũng có hàng thôi Chúng ta chờ những cái target cao thì chúng ta bán thôi Chúng ta cũng không chiến đấu Bởi vì trong đầu tư công thì chủ yếu là tập trung một số các cái mã cổ phiếu chiến lược Nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đây cũng là một cái nhóm ngành rất là quan trọng, nó đóng vai trò hết sức là then chốt trong cái việc mà uh, đường đi uh, của thị trường bởi vì cái nhóm ngành nhóm ngành này nó chiếm một cái tỷ trọng tương đối lớn. Đó và khi nó gọi là xương sống đó các anh chị, nhóm ngành xương sống và trụ cột của thị trường. Đó. Rồi, đối với sao, sao ở trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là sao có <laughs> cả cái tuần ở đây là cản 30. Trong tuần thì nó đi lên được vùng 29.6, như vậy là còn 0.4 nữa là nó sẽ hoàn thành cái target mục tiêu và hai cái nến chỉnh thực ra bản chất là trước khi mà nó kéo thì nó đã test rồi chứ không phải là 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 đó phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba nó đã test vùng 226 rồi thì như vậy thì nó hoàn toàn tương tự thôi tuần tới vùng 226 anh à, xin lỗi cả nhà vùng 26.6 vùng 26.6 nó đã test rồi và tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái mức độ tích lũy của cổ phiếu ở vùng 26 đến khoảng vùng 26.6. Tích thành cơ ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục đẩy cái target kỹ thuật lên vùng 28. điểm xa hơn sẽ là vùng 30. <laughs> HDG trong ngắn hạn có lực cầu khá là tốt và hiện tại thì cũng đang có cảm giác là cổ phiếu này nó đang xây nền và nó xây cái điểm ở đây là điểm 30.9 đến khoảng 31.2 khá là tốt. Trong tuần thì nó công lại điểm 32.5, tuy nhiên là lần thứ hai nó công lại thì không thành, thực thực ra là ba lần. Phiên ngày thứ hai nó đã công một lần, phiên ngày thứ năm nó công một lần và phiên kết tuần thì như vậy nó tạm lùi lại. Điểm lùi này thì như vậy thôi, ở vùng 29 à đây này, vùng 30.9 đến khoảng vùng 31.3. ba à, tuần tới sẽ tích lũy lại còn nếu sâu hơn nếu sâu hơn thì có thể là chúng ta phải test lại mút nến Mút nến đây này Đây gọi là mút nến này Mút nến này ở khoảng vùng 30.5 Đó là một số cái dự báo Về mặt kỹ thuật Cổ phiếu HDC Thì trong tuần HDC cũng đã test thành công Ở vùng 35.5 trước khi mà nó long nhẹ lên Vùng 38 cộng Tuy nhiên điểm long này thì nó cũng không thể vượt à, nó không thể vượt được cái vùng cản ở đây đây là vùng cản rất là dài của cổ phiếu HDC ở vùng 39 và trước cái vùng cản này nói chung ở vùng 38 này các anh chị nhìn thấy đây là vùng 38 này vùng 38 này vùng 38 38.2 là vùng cản rất là dài và ba cây nến này như vậy là ba cây nến bị chốt à, với góc độ kỹ thuật hiện tại tuần tới thì tập trung thì chúng ta đánh giá lại vùng 36.5 trong trường hợp nếu nó bị thủng vùng 36.5 thì xu hướng kỹ thuật là nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn đó là ở vùng 33.4 đến 33.4 đến khoảng quanh vùng 34 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn của HDC Nam Long <laughs> NLG NLG như vậy NLG điểm test 1 38.5 thì như cũng có phân tích rồi trong phân tích kỹ thuật đó bao giờ khi nó bứt ở cái cả này lên thì bao giờ nó sẽ có xu hướng test lại cả đó nó test lại vùng 38.5 và bản chất cái nến ngày thứ hai là 55 Long bị thất bại ở vùng 38.5 38.5 bị thất bại thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 37 37 bị thất bại thì nó sẽ đi về đâu? Xu hướng nó sẽ đi về vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 và với thiên đường kỹ thuật hiện tại như vậy tuần tới thì cổ phiếu này uh, cổ phiếu Nam Long sẽ hướng về 34.5 đến khoảng vùng 35 để tiếp tục đánh giá. Đạt Phương thì hình như cũng bị chốt <laughs> bởi vì Đạt Phương đã tăng rất là tốt ở trong thời gian vừa qua đó. Tăng lên tận 48 cây đến ngày thứ hai nó test này, nó test 45 này. Nhưng đến Đạt Phương thì nó ít nhất là nó còn hồi lại được 45 cộng và đến phiên ngày thứ tư, ngày thứ năm, à ngày thứ năm thì nó mới bị mất cái vùng này ở vùng 45 và nó đang đi về lại quanh vùng 43 thiên hướng kỹ thuật thì có thể có hồi điểm hồi này thì đây các anh chị nhìn thấy đây nó tạo thành một kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn và cứ mỗi lần chạm về kênh thì bao giờ như vậy cổ phiếu nó sẽ dội lại ở tuần tới khả năng sẽ chạm về 45 và nó sẽ dội lại ở đấy và nó sẽ đi về cái điểm hỗ trợ sâu hơn đấy khoảng 41.4 đến khoảng 42 tại đây thì chúng ta đánh đánh giá thêm ở cái xu hướng cung cầu đấy tín hiệu đường mát thì nó đang đi ngang như vậy chúng ta cũng thấy rằng là bắt đầu nó có một cái sự cản ở đây tức là lực đi của cổ phiếu nó bắt đầu chậm lại khi mà tín hiệu đường MACD có cái sự suy yếu cổ phiếu KDH KDH đây nó test vùng 36 sau khi bứt cản 36 thì bao giờ nó như vậy nó sẽ quay trở lại test cản 36 ở những cái này thì chúng đã có phân tích ở trong bản tin tuần À uh, trăm số 193 các chị cứ xem lại chắc chắn có. Uh, rồi và test 36 bị thất bại, nó có hồi lên, đấy có một điểm hồi lên lại 36, tuy nhiên điểm hồi này thì nó cũng dễ, nó không thực sự đủ đủ khỏe để mà uh, đưa cổ phiếu tiếp tục đi, cho nên là như vậy là xu hướng tuần tới thì khả năng uh, khả năng cao, uh, khả năng cao là KDH sẽ quay trở về vùng 34 đến khoảng vùng 34.4. À, tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy tạo nền trong trường hợp mà bật lên được thì tốt còn nếu mà bị thủng vùng 34 thì như vậy nó sẽ về ở vùng 30 <laughs> 30 mấy đây này 32.5 đến khoảng vùng 33 à, về mặt kỹ thuật các anh chị là chúng ta không có thể cản được cái bước giảm của cổ phiếu và chúng ta cũng không cản được cái bước tăng của cổ phiếu khi cổ phiếu bị phá vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ có xu hướng đi về vùng hỗ trợ thấp khi cổ phiếu break cản thấp thì nó có xu hướng đi về cản cao đấy là nguyên lý và chỉ có những cái đội tạo lập chỉ có những cái người mà có dòng tiền lớn thì họ mới làm được việc đó còn với cá nhân những cái người nhỏ lẻ như anh em chúng ta đây thì chúng ta chỉ nương theo thôi anh chị chúng ta chỉ nương theo thôi và chúng ta nhìn thấy nguy hiểm mà chúng ta phải né mũi né đấy dg như vậy là dg trong tuần vừa qua nó tiếp tục công lại vùng cản kỹ thuật 29.4 đến vùng 30 nhưng công không thành đó, công không thành và công không thành thì nó phải lùi thôi, nó phải lùi lại thôi. Cũng không có cách nào cả. Vùng mươi 27 tuần tới tiếp tục tích lũy để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng phục hồi. <laughs> Novaland thì bắt đầu tổ chức uh, uh, chinh chiến được rồi, bởi vì cái độ chiết khấu của Novaland như vậy cũng khá rồi. Nó đạp từ vùng 22 và về 18.6. Uh, 18.6 hôm nay là có giá 18.65. Uh, giá cận sàn của phiên ngày hôm qua. Thì như vậy 18.65, 18 và ở đây nó có điểm 17.6 và thậm chí có điểm sâu hơn ở đây nữa. Đấy, cái điểm sâu, sâu hơn ở đây nữa và đây là giai đoạn chúng ta đi lượm nhặt Novaland. Lượm nhặt các anh chị. Và lượm nhặt các anh chị hiểu lượm nhặt rồi đúng không ạ? Lượm nhặt ta lượm nhặt từ từ, ta phân sức ra để ta lượm. Đó, và ta lượm trong độ vài ngày. Đó, chúng ta không lượm một phiên hết, Đấy, gọi là đi lượm nhặt mà, lượm nhặt cổ phiếu. Đất xanh cũng như vậy, đất xanh phiên nay khá là tốt. Nói chung là về đến vùng 21 thì nó đang có cảm giác là tạo lập họ đang giữ cái cái hỗ trợ của đất xanh ở vùng 21 khá là tích cực. Trong trường hợp nếu tuần tới mà có vùng 21 thì như vậy là chúng ta thu gom thêm một ít và điểm sâu hơn sẽ là vùng 20 20.3. Đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà khả năng là cứ túc tắc để tích góp thêm thì góp thêm đất xanh. Bởi vì cái trend kỹ thuật của đất xanh hiện tại thì nó vẫn đang là một uptrend mà, đúng rồi, nó vẫn đang là một uptrend các chị. Nhìn thế này nó vẫn đang là một uptrend. <laughs> và giai đoạn này mới là cái giai đoạn sôi động của cổ phiếu thôi chứ còn khả năng uh, nó sẽ còn có những cái dư địa ở phía đằng sau. Đấy và chân sóng 22 tháng 8 ở đây, nó xanh có điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 17.9 đến khoảng vùng 18.3. Đấy, điểm này chúng ta vào chân sóng này quá đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta lại đang tiếp tục dò tiếp chân sóng uh, của điểm của điểm vào tiếp theo. Uh, phát đạt cũng cực kỳ là ok, PDR hay quá. <laughs> PDR hay quá trong tuần vừa qua phát đạt test thành công ở vùng 24 24.2. Đấy nó test rất thành công ở đây các anh chị và nó tiếp tục đẩy lại về vùng 26.7. Nhìn chung thì mục tiêu cổ phiếu này có thể uh, chúng ta kỳ vọng là nó sẽ đánh vượt thoát khoảng vùng 28 và sau đó sau đó nó quay lại test lại uh, cung kỹ thuật một lần nữa. Nói chung là nó test lại được ở khoảng vùng 26 thành công đi đó và và sau cái điểm test cung này lực long quay trở lại thì như vậy là cực kỳ đẹp về mặt xu hướng các anh chị chúng ta nắm giữ và phân tích một số các cái mã cổ phiếu pen ở trong nhóm này gồm hqc đây anh chị hqc thì nó có một cái <laughs> hqc nó có một cái cản đây này nó cản chéo đây đó và trong tuần vừa qua đấy, nó nó bao giờ nó chỉnh thôi thì điểm chỉnh kỹ thuật ở đây đó là vùng 4.35 4.35 nó bị thất bại đó thì nó về 4.2 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 4 4.1 nói chung khả năng tuần tới nhìn về mặt thiên hướng á, thì như vậy HPC nó sẽ quay trở lại đây và ở đây sẽ là cái vùng mà các tài khoản của chúng ta cầm có thể bắt đáy để chúng ta đánh T cộng SCR, SCR tuần vừa qua công cản 9 tiếp tục công cản 9.2 nhưng công không thành rồi và nó quay về nó test thì nó test lần lượt thôi điểm thứ nhất là nó test ở vùng 8.7 Điểm thứ hai thì nó đây nó test ở vùng 8. mấy đấy ta 8.4 và hình như khả năng là điểm 8.4 này thì một cảm giác là nó đang hơi bị non bởi vì tín hiệu đường mát thì đang có sự suy yếu nên tuần tới sẽ hướng về vùng 8.2 điểm sâu hơn là 8 và điểm sâu hơn nữa là 7.75 như vậy là chúng ta lại tiếp tục thu lượng tổ chức thu lượng chốt thôi mà chốt rồi đấy những cái vùng này thì bắt đầu chốt đi rồi thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu tiến hành thu lượng cổ phiếu và chúng ta sẽ thu ở trên những cái danh mục chúng ta đang có đấy đánh rất là bài bản bà. và cứ như vậy thôi CRE 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 trong tuần đó nó đánh lại đây này CRE tuần trước nó đánh lại về 11 và chạm cản chạm cản thì nó chỉnh này nó chỉnh điểm 1 là nó chỉnh về 10 điểm 2 là nó sẽ chỉnh về 9.3 và điểm 3 nó sẽ chỉnh về 8.7 và khả năng với cái đà hiện tại thì nó sẽ chỉnh về 8.7 các anh chị. Chúng ta đánh giá phân tích tiếp. CCL trong tuần vừa qua chia cổ tức, ăn cổ tức rồi, ăn cổ tức rồi nên là đây cái chạc cái thuật ở trên này thì bây giờ nó bị trôi Và đã có vẽ lại rồi. Đó thì sao chia? Sau chia chúng ta sẽ nhìn nhận như nào? CCL 8.4 là cả kỹ thuật. Nó sẽ test về 7.5. Trong trường hợp nếu mất 7.5 thì chúng ta có vùng giá tiềm năng ở vùng 7 đến vùng 7.2. Và sâu hơn sẽ là vùng 6.5 Và đối với CCL thì uh, uh, Quan điểm của Hùng đánh dài, gom dài Và cứ 50% Đến kháng cự là 50% là em đá Và đến hỗ trợ kỹ thuật thì bắt đầu Thu lượm nhặt lại đủ Cái quân số ở số 50% đó Và cứ làm như vậy thôi, đều đặn như vậy thôi Ngày này qua tháng khác Cứ làm như vậy và không có gì thay đổi Chứng khoán nó rất là dễ Nó không có gì khó cả, chúng ta nắm được Cái quy luật vận hành của thị trường, nắm được Cái quy luật vận hành của cổ phiếu thì cứ thế mà chiến đấu nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành dầu khí thì hiện tại chúng ta thấy rằng là những cái thông tin tích cực về nhóm ngành về VKTI đó là uh, cuộc chiến uh, năng lượng đúng không ạ cuộc chiến năng lượng đã giúp uh, cho giá dầu của chúng ta tiếp tục phục hồi thì cái giá dầu phục hồi nó sẽ có một cái tác động tiêu cực đó là giá xăng tăng và nó sẽ khiến giá tiêu dùng tăng cpi tăng và lạm phát tăng Uh, tuy nhiên nếu mà đánh chứng khoán thì các anh chị cầm giá dầu thì chúng ta chỉ mong dầu tăng thôi và chúng ta có một độ chiết khấu là chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta đầu tư đầu tư cổ phiếu dầu khí để chúng ta mang cái tiền lãi đấy để chúng ta đi trả giá xăng hợp lý quá hợp lý đúng không ạ VKT như vậy uh, theo như quan điểm dự báo của Hùng thì hiện tại khá là sát VKT đã bứt cản 88 để hướng lên vùng 92 và khả năng nhịp này thì VKT sẽ hướng lên vùng 100 trong cái trường hợp nếu như cái chúng ta chúng ta thấy rằng là cuộc chiến về năng lượng hết sức là căng thẳng đúng không ạ và khả năng thì VKTI về 100 đây là lý do khiến cho và định hướng và gọi nó hỗ trợ cho nhóm dầu khí đã có một cái hành trình tăng tốt ở trong thời gian vừa qua PLX thì nó đánh hơi là dị thôi nhưng mà vẫn bình thường với quan điểm của Hùng thì nó nó, nó nhạc nào ta cũng nhảy được đúng không vùng 37 38 hỗ trợ cân và chúng ta đưa được cái target 1 lên vùng 39.5 39.8 target 2 thì chúng ta đưa được về khoảng vùng 40.5 đấy trong tuần vừa qua ít nhất nó hoàn thành target cũng không cần biết đó đúng không ít nhất là có giá 40.7 ở đây rồi và thậm chí là có giá 41 cộng và lên đến cái vùng này là cái vùng nguy hiểm rồi đó. có hàng thì chúng ta bắt đầu chốt ví dụ 40.7 chúng ta chốt đi một ít rồi nó có kéo gì ở ờ, anh kéo hộ em về 41.5 42 em ra bớt hàng đi tí nữa đúng không ạ à, rồi ra xong rồi nó lại chiêu phát xuống đây à lại hỗ trợ gì anh lại buông lưới ở đây anh chiến đúng không ạ đây p ít nhất là 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 hai nhịp rồi đó cái nhịp này cũng như vậy nhịp này cũng như vậy phân tích ở đây và đưa lên được cái target 42 cho anh chị em chiến đấu ngon lành xong ở đây lại vùng 37 lại lại loanh quanh biết đâu được lại 42 ấy. nó lãnh kiểu này khui là 42 thật nó đánh hơi 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 ấy. Còn đây thì nó đánh hơi buồn cười. Đây PPS mới là một cái mã cổ phiếu thực sự này chúng ta à, đáng để chúng ta chiến đấu này, chinh chiến này. Trong tuần vừa qua đây các anh chị 36.5. Ok, vùng 36.2, 36.5 là vùng hỗ trợ đúng không ạ? Đây, test hỗ trợ, test thành công hỗ trợ, tiếp tục đẩy lên vùng kháng cự 39 thời điểm lên 40 cực kỳ là kinh khủng cái đến ngày hôm nay và đặc biệt là trong hai phiên ngày hôm nay lực cầu tương đối là ổn 11 triệu cổ phiếu như vậy là có một cái lực cầu rất là lớn đang đổ vào nhóm cổ phiếu dầu khí ở trên góc độ kỹ thuật tuần tới khi khi bứt cản 39 thì nó sẽ test về 39 và cái điểm rơ lắc theo quan điểm của kỹ thuật cùng sâu hơn sẽ vùng 38.4 Test không thành công ở vùng này, chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng đánh 40 và hướng lên 41, thậm chí là 43. <laughs> sẽ là cái target kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu PVS PVS đợt này nó đang đánh rất là, là kinh nhìn đánh như này là là kinh khủng PVD thì ngày hôm nay lên 28 chào anh em cái rồi hạ độ cao nhá PVD trong tuần vừa qua test thành công ở vùng 25 8 vùng 26 Ok đây chính là vùng một kỹ thuật mình có phân tích cho anh cho các anh chị rồi mục tiêu khi nó test thành công ở vùng này nó sẽ hướng về vùng cản 28 và tuần này đạt 28 trên 28 đóng cửa vùng 27.2 nhìn chung thì không không có gì là xấu cả bởi vì PVD cái dòng tiền nó đánh cũng đang rất là tốt hút được cái dòng tiền của thị trường chính vậy nên là khả năng tuần tới nó sẽ tiếp tục dâng lên vùng 28 trong trường hợp bứt cả 28 ở điểm xa hơn PVD có thể ngắm về vùng 29.5 thậm chí là đánh về 3x BSR thì tuyệt đẹp tuần vừa qua BSR hoàn thành target mục tiêu 22 trên 22 ba cây nến ba cây nến nó đan xen và nó test tích lũy thành công ở vùng 21.4 như vậy là một cái xu hướng cũng rất là thân thiện luôn các anh chị nhìn thấy tín hiệu đường MACD đó các anh chị tín hiệu đường MACD và tại chân sóng, à, chân sóng 22 tháng 8 đây này 21, 22 tháng 8 Tại chân sóng 22 tháng 8 Rất là tiếc cho rất nhiều nhà đầu tư Rất là tiếc các anh chị, đấy là một cái sự tiếc nuối à, Khi các chị à, không nắm được cái quy luật vận hành của cổ phiếu và thị trường mà chúng ta vô hình dung chúng ta bán ra à, PVD, à xin lỗi cả nhà BSR ở vùng 7.5, vùng 18, đấy là một cái điều cực kỳ đáng tiếc Và khi chúng ta bán ra đây rồi, cổ phiếu nó cứ thế nó tăng lên nó tăng nó tăng nó tăng và như vậy hình dung của chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta mua lại được cổ phiếu nữa không bao giờ mua lại được nữa đó và không bao giờ mua lại được mà thậm chí là lên trên này nắm ruột chốt ruột đó. lại mua lại và là mua lại lại mua đúng cái vùng đỉnh đó. thế mới đau à tức vậy là bán đáy và mua đỉnh câu chuyện nó là như vậy thế vậy tại sao là tồn tại những câu chuyện đó bởi vì chúng ta không có đội nhóm chúng ta không có người leader chúng ta không có người hướng dẫn đó để chúng ta hỏi rằng à anh ơi cái vùng đấy cái vùng mua được không vùng đấy vùng cản được không vùng đấy nó phải chân sóng chưa vùng đấy vùng kháng cự hay như thế nào đó cái câu chuyện rất là quan trọng như vậy thì đối với BSR đây chúng ta có vùng một trợ kỹ thuật ở vùng 21.4 khá là tốt rồi tuần này thì nó đã đẩy lên vùng 22 cộng xu hướng kỹ thuật tiếp theo theo quan điểm của Hùng thì đánh giá rằng BSR trong nhịp này hoàn toàn có thể tiếp tục vượt lại vùng cả kỹ thuật 23 và sau đó thì hướng về vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 rất là ok OI quá đẹp, OI nhịp này cũng dòng tiền đấy, dòng tiền vào thế này cơ mà, dòng tiền vào toàn 3-4 triệu cổ phiếu cho một phiên, cực kỳ là tốt. Và đấy, các anh chị 10.7 đến 10.8 cũng đã có phân tích là OI có khả năng sẽ test về hỗ trợ này. Nó test tích lũy thành công thì nó sẽ hướng về vùng cản 11.4, 11.4 và tuần này chính thức là đạt 11.4, trên 11.4, có thời điểm gần 12 cơ. Đấy, nó đánh rất là khỏe, tuy nhiên là không chạy ngay được đâu chạy làm sao được nó phải quay về và nó quay về 11 4 11 năm nó sẽ test cái vị ở đây test thành công rồi thì mình ngắm lên vùng 12 và xa xăm hơn thì có thể ngắm vùng cao hơn oi nhịp này cũng được ấy. trên chạc kỹ thuật tuần thì mình đang cảm giác rằng là oi cũng đang có cái um, cái cái trend cái trend rất là ok đó trend của của oi hiện tại nó đang rất là ok đó và nhìn như thế này thì đâu đó hình như ngày 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 nào đó đã, có vẽ hình mũi tên này đây này, này tức là oi có thể đánh về vùng 13.5 đến vùng 14 tức là target của oi có thể đạt được mắc lên vùng này và cái cái hình như là cái chạc kỹ thuật tuần này cũng đã có vẽ và nó có chia sẻ cho anh chị anh chị ở một số các bản tin trước khi mà oi test tích lũy thành công ở quanh vùng 10 thì sẽ hướng về vùng 14 tức là target kỹ thuật của chúng ta đạt được khoảng 40 phần trăm 40 phần trăm và nếu không nhầm và nếu không nhầm oi chúng ta có phân tích ở cái vùng này, này. vùng này phân tích cực dài luôn 8.3 đến vùng 8.5 view nhỏ lại đây đó xong đó chúng ta đưa target lên vùng 10 xong đó test tích lũy thành công đây này test tích lũy thành công ở vùng 9.65 đến khoảng vùng 10 thì chúng ta bắt đầu đẩy target lên vùng 11 và bây giờ chúng ta đẩy lên target vùng 12 và xa xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 13 14 đó quy luật vận hành của cổ phiếu nó là như vậy <laughs> Và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán cũng là một cái nhóm ngành hết sức là quan trọng đã hỗ trợ thị trường tốt ở trong thời gian vừa qua. Chỉ số VN Index của chúng ta có sự phục hồi tốt như vậy, mạnh như vậy đó là nhờ công rất lớn của nhóm ngành chứng khoán. Đối với cổ phiếu VCI tuần này chính thức đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 49.5 đến 19.5 và nó à, nó có ba à, có thời điểm công lên 49.5 cộng và nó có ba cái nến test xuống nó phải test lại thôi đó và đầu tiên nó sẽ test 49.5 nhưng mà cái cái nền test đầu tiên thất bại thì nó hai cái nền test tiếp theo nó sẽ hạ độ cao dần dần và như vậy khả năng tuần tới ở vùng 46 46.5 sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng HCM đó HCM đây <laughs> trong tuần thì HCM cũng đã công lại vùng cả cái tuần 36 đúng vùng giá mục tiêu và nó test lại ở vùng 35 đó, 35 có vẻ bị thất bại rồi nên khả năng tuần tới ở đây đó là vùng 33 vùng 33.4 cổ phiếu SSI, SSI thì nó rồi trong tuần thì SSI cũng hoàn thành cái target mục tiêu 35 cộng và nó đang có ba cây nến test lại ở trên vùng 35 như vậy đối với SSI thì tuần tới chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái uh, cái cây nến <laughs> tuần tới nó phụ thuộc vào cây nến ở đây trong trường hợp nếu cái nến test tích lũy nó thủng vùng 35 thì nó sẽ đi về lại đây đó là vùng 33 trong trường hợp nó vẫn bật lên được bật xanh lên được thì như vậy là chúng ta sẽ có thể kỳ vọng nó tiếp tục hướng cái vùng cảnh kỹ thuật 38 đến khoảng vùng 39 tức là nó phụ thuộc vào cái 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 cái, cái nến uh, tiếp theo đây để chúng ta phân tích cổ phiếu VND tuần tới à, tuần vừa qua đạt 25.2 luôn tức là đạt mắc target kỹ thuật luôn á đạt mắc kỹ thuật luôn đồng thời nó test tích lũy này à, 23 23.3 hỗ trợ đấy tức là nếu mà các anh chị mà đánh t không thì như vậy là tại hỗ trợ này ta mua và lên đến cái vùng này thì chúng ta có thể bán bớt đi còn nếu mà chúng ta không đánh t không chẳng hạn thì chúng ta cứ hỗ trợ ra cân thôi <laughs> tuần tới thì xu hướng này xu hướng này là xu hướng test tích lũy rồi anh chị đó bởi vì là vùng 24.4 bị thất bại xu hướng sẽ quay trở lại vùng 23 đến khoảng vùng 23.3 FTS ở trong tuần cũng đã chính thức hoàn thành vụ giá mục tiêu 45 có thời điểm đánh lên 46 và bắt đầu quay lại test à, nhìn về FTS thì nó có hỗ trợ kỹ thuật dưới ở vùng 43 và kỹ thuật trên ở vùng 45 46 khả năng nó sideways và sau cái giai đoạn sideways đó thì cổ phiếu nó sẽ phát đi cái xu hướng kỹ thuật bất cản trên thì tiếp tục kéo bất cản dưới thì tiếp tục test hỗ trợ đấy nó chỉ như vậy thôi quy luật mà chúng ta không cản được đâu rồi, SHS ở trong tuần thì nó cũng đã test tích lũy thành công ở vùng 18.5. Đây các anh chị, hai cây nến và cây nến ngày thứ ba thì suýt ở 18.5 và nó kéo piu phát lên 19.5 vùng 20 luôn. Như vậy là chính thức cũng đã đạt cái target mục tiêu 20 trên 20. Nó phiên ngày hôm nay thì nó đang test nhẹ và nó tạo thành một cây nến doji. Chính vậy nên là <laughs> sẽ cần dữ liệu để chúng ta đánh giá nhưng khả năng theo như phán đoán của cá nhân Hùng Lê thì khả năng là vùng 18.5 và 18 .5 sẽ là vùng mà cổ phiếu này sẽ có xu hướng quay trở lại test ở ở vùng này đó nó test lại thành công tích lũy lại một tí nghỉ ngơi lại một tí cho những anh em nào mà ví dụ không may mua phải vùng 20 cộng là các anh em cắt lỗ hết rồi khi đó thì tạo lập họ mới kéo chứ tiền đâu mà cứ kéo mãi thế đúng không kéo lên thì các anh chị chốt vào tạo lập thì họ chịu làm sao được nên họ phải để cho họ phải thả cho cho anh em coi như bơi bơi xong đến lúc là chết đuối chết đuối xong rồi khi đấy thì nó mới Uh, <laughs> nó mới đưa phao cứu sinh khi đấy đưa phao cứu sinh thì còn cái gì nữa đúng không ạ cổ phiếu VIX VIX tuần này cũng chính thức hoàn thành target mục tiêu 20 trên 20 hỗ trợ kỹ thuật ở đây 19.2 khá là tốt phiên kết, kết tuần thì có đá qua hỗ trợ nhưng mà rút chân lên khả năng tuần tới có nó sẽ hồi phục lại lên vùng 20 cộng uh, Tuy nhiên theo quan điểm của cùng thì nó vẫn sẽ tiếp tục uh, có điểm test quay trở lại quay trở lại, lại vùng 19 và thậm chí điểm sâu hơn ở 17.5 đến khoảng vùng 18 tại đây tích lũy đánh giá thêm AGR khá là khỏe trong tuần vừa qua thì AGR cũng tiếp tục hoàn thành những cái gọi là target mục tiêu lên đến tận vùng 2x rồi AGR 2x rồi và nó test cũng rất thành công ở vùng 7.5 công tiếp tục công cản 18.4 và như vậy lên đến tận 20 ba cây nến test tích lũy khả năng thì cái điểm test tích lũy này cổ phiếu agr nó sẽ quay trở lại vùng 18.4 bởi vì thông, thông 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 thường là khi mà bứt cản 18.4 thì bao giờ nó cũng sẽ quay lại test 18.4, 18.5 ở đây ờ, tùy cái mức độ uh, khỏe hay yếu đó. khỏe thì test nhẹ mà yếu thì test sâu đó, test sâu có nghĩa là gì nó test lại vùng 17.5 cơ chứ không phải là 18.4 đâu thì chúng ta sẽ theo dõi thêm cái động thái và khi test thành công rồi thì cái đó chúng ta mới đẩy được target tiếp theo đó APS thì như cũng có phân tích rồi, nói chung là con này thì các anh chị chúng ta lựa lựa để mà hòa vốn để mà té thôi chứ còn con này thì không không có cái gì nữa và khả năng tuần tới thì cũng sẽ loại bỏ sẽ không phân tích cổ phiếu APS nữa để tránh mất thời gian. Cổ phiếu VDS trong tuần vừa qua rất tốt. Test tích lũy thành công ở vùng 18 18.3, thời điểm kéo lên vùng 19. Target kỹ thuật thì dự kiến là vùng 19.5 đến vùng 20 nhưng mà lên được vùng 19 thì ba cây nến này là ba cây nến lại đang 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 có cảm giác là bị 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 chậm rồi này. Đấy, các anh chị nhìn thấy tín hiệu đường MAC bắt đầu có xu hướng bị thu hẹp lại. Và nhờ, tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm, xu hướng tích cực nếu như VDS tiếp tục có cây nến phục hồi lại trên vùng 19 à, mười mấy đây này, 18.3 cộng. Xu hướng tiêu cực là xuất hiện một cây nến đỏ và bị mất vùng 18 thì tùy từng cái kịch bản xảy ra. Đó, kịch bản mà bị mất vùng 18 thì nó sẽ đi về đâu và chúng ta phân tích tiếp còn kịch bản nếu giữ được 18 3 thì nó sẽ đi về đâu chúng ta phân tích tiếp ok <laughs> rồi cổ phiếu ORS trong tuần thì nó tiếp tục công lại đây tuần trước thì chúng ta có phân tích cái cản 20 20.5 đúng không và nó test tích lũy thành công ở vùng 18 18.6 đến vùng 19 Đấy, phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba nó test tích lũy thành công thì nó lại đẩy tiếp vào vùng 20 cộng và nó lại tiếp tục quay trở lại test tích lũy. Như vậy là gì? Chúng ta hiểu được vùng hỗ trợ à, thì có thể mua và vùng kháng cự chúng ta bán và khi chúng ta nắm được cái quy luật như vậy thì như vậy chúng ta vận hành nó tương đối là nhịp nhàng. Nhịp nhàng nhẹ nhàng đúng không ạ? Đó TCI đây, TCI 14 trên 14. Đấy, 14 trên 14. Đấy, 14 trên 14 và hai cây nến nó lại nó lại nhúi tí. Đau thế, ai mua 14 là lại nổ một tí rồi, đúng không ạ? thì như vậy là gì à, có thể là tuần tới nó lại test lại vùng 13 thậm chí là nó sẽ test lại mút đến đây này mút đến mà nó tạo ra ở đây đó chính là vùng 12.5 rồi sau đó nó 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 test thành công ở vùng 2.5 rồi thì như vậy là gì nó lại uh, nó lại vút lên đó, thì cái cách đi tạo lập nó là như vậy rồi uh, tất cả các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ dừng lại chúng ta sẽ không phân tích nữa À, đối với một số các mã cổ phiếu các nhóm ngành mà chưa được cùng phân tích ở trên bản tin tuần các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị ok bây giờ thì phần cuối thì cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ và một cái góc nhìn nho nhỏ để các anh chị nắm được đó là chúng ta sẽ view trên chạc kỹ thuật ngày của chỉ số vn index của chúng ta đây sẽ bóng to chỗ này ra một tí thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là chỉ số VN Index của chúng ta tạm thời ở vùng 1250 1260 và vùng 1245 điểm đang là cái vùng cản kỹ thuật của chỉ số này thì chúng ta sẽ cái điểm thấp nhất của nó là vùng 1246 và cái điểm cao nhất của nó là vùng 1260 điểm đây. Thì chúng ta thấy rằng là hiện tại là nó đang có vùng cản kỹ thuật cả là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là một số các anh chị em bây giờ đang đang hơi lo là liệu rằng VN Index có tạo thành mô hình hai đỉnh hay không. Đấy là một câu hỏi mà chúng ta cũng rất là phải theo dõi sát sao bởi vì cái câu chuyện là khi mà nó tạo tạo lập mà họ tạo cái mô hình hai đỉnh á mà cái mô hình hai đỉnh nó xác lập thì như vậy là chỉ số thị trường nó sẽ rơi rất là sâu rất là đau các anh chị rơi rất sâu và rơi rất đau các anh chị lưu ý như vậy ở trong ngắn hạn thực ra trong phiên giao dịch của em hôm nay kịch bản mà cá nhân đúng lê có đề cập đến đó là kịch bản mà tạo lập sẽ nhúi thủng vùng 1220 điểm sau đó rút chân lên gọi là phiên tắt ao bắt cá tuy nhiên là trong phiên ngày hôm nay thì tạo lập không làm cái động thái đó tạo lập không làm cái động thái đó các anh chị tạo lập họ chỉ test về một và họ rút chân lên như vậy là trong phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là không có không có gọi là cái sự sự, sự 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 rung lắc mạnh trong phiên và không có cái sự rung lắc mạnh thì nhỏ lẻ vẫn còn ở trên tàu rất là nhiều cái câu chuyện là khi nhỏ lẻ còn ở trên tàu rất là nhiều á thì chúng ta sẽ à, gì ạ tạo lập họ sẽ rất khó chịu họ đã rất khó chịu và họ sẽ tìm bằng bằng một cách nào đó để họ loại bỏ càng tối đa nhà đầu tư nhỏ lẻ trên tàu thì cái cách mà họ họ đi họ kéo cổ phiếu rồi cái cách mà để mà 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 mà, mà đi lên của cổ phiếu nó sẽ rất là nhẹ bởi vì nhỏ lẻ nó kéo nó neo bám ở trên tàu là nó khó chịu lắm các anh chị chốt rồi mua mua chốt chốt bán bán đấy thì họ phải tìm tìm một cái cách nào đó để họ họ loại bỏ thì ví dụ chân sóng ngày 22 tháng 8 ở đây là một chân sóng mà tạo lập họ đã loại bỏ tương đối nhà đầu tư nhỏ lẻ để có một cái nhịp tăng vừa qua vậy thì tăng về đến vùng 1245 1250 1260 ở nhịp này là nó quá là tốt rồi quá là tối ưu rồi thì chính vì như vậy nên là là tất cả các cái nội dung mà mình có phân tích và có truyền tải đến với anh chị em khi mà chỉ số VN nó ta về vùng 1245 cộng thì điều đầu tiên đó là tỷ lệ tài khoản tỷ lệ mặc zin ai đang phun mặc thì chúng ta phải hạ mặc gì ngay ai đang phun cổ phiếu thì chúng ta xem những cổ phiếu nào còn lãi chốt bớt đi À, thì chốt đi thì chúng ta chốt đi khoảng 30 đến 50 phần trăm tỷ trọng cổ phiếu thì như vậy là chúng ta vẫn còn 30 đến 30, 70 đến 70 đến 50 phần trăm tỷ trọng là 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 cổ phiếu các bạn trong trường hợp nếu nó kéo tiếp rất an toàn chúng ta an nhiên tự tại để chúng ta tiếp tục có những cái target cao hơn cổ phiếu trong trường hợp nếu thị trường không diễn ra theo kịch bản mong muốn tức là gì chỉ số VN nữa của chúng ta bị phá vỡ một cái số cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy nào đó thì chúng ta lại gì chúng ta rất ok rất là an tâm đúng không ạ vì chúng ta vẫn còn à, 30 50 phần trăm tỷ đồng tiền mặt về đến vùng hỗ trợ như vậy chúng ta lại tiếp tục chí chúng ta tiếp tục cân lại những cái mã cổ phiếu chúng ta đang nắm ở trong tài khoản như vậy sẽ rất là ok thì với một cây nến doji à, kết phiên ở trong phiên ngày hôm nay ở vùng 1220 điểm và lực cầu à, đang xuống khá là thấp ở vùng 871 triệu cổ phiếu như vậy thì sau những phiên à, sau những phiên mà à, cái 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 giá trị giao dịch của thị trường lên rất là cao thì Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một cái sự dịệp, sự chỉnh giảm quay trở lại đây. Thì cùng kỳ vọng nếu như trong một cái kịch bản tích cực là thanh khoản thị trường càng rơi sâu càng tốt. Đó, càng rơi sâu càng tốt và nó có thể rơi về lại khoảng vùng càng rơi sâu càng tốt và nó rơi rơi khoảng về vùng khoảng tầm độ uh, 700 đi, 700 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó thì sẽ rất là tốt. Và 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 cái mức độ rơi thanh khoản như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái cơ hội uh, tốt hơn, tối ưu hơn đó còn trong trường hợp nếu mà chỉ số vn index của chúng ta mất ở vùng một nghìn và thanh khoản tăng đột biến tăng đột biến tức là nó vượt khoảng một một ba tỷ một ba tỷ đến một ba năm tỷ cổ phiếu khớp lệnh trong phiên trong phiên thì đấy là một cái điều mà chúng ta đáng lưu tâm đó đáng lưu tâm đáng lưu tâm đó bởi vì khi cái tình huống nó xảy ra thì rất có thể là chỉ số vn index của chúng ta sẽ quay về vùng một nghìn đến vùng một để uh, test tích lũy trước khi mà nó có một nhịp phục hồi tiếp theo tiếp theo thì như vậy ở trong thời điểm hiện tại thì phiên ngày hôm nay thì cũng có uh, tổ chức bắt đáy một số các cái mã cổ phiếu có độ chiết khấu lớn ví dụ như là novaland ví dụ như là đất xanh ví dụ như là ita đó một số các cái mã cổ phiếu mà hùng Lê thường xuyên theo dõi còn uh, trên cơ bản các anh chị chúng ta vừa phân tích danh mục xong thì chúng ta thấy rằng là cái độ chiết khấu của các nhóm ngành ở thời điểm hiện tại nó chưa chưa đạt đó chưa đạt thực ra nếu như phiên ngày hôm nay nó 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 đạp sâu và sau đó nó kéo lên thì như vậy nó sẽ đạt hơn còn phiên ngày hôm nay nó vẫn đang rất là bình tĩnh chính vậy nên là chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới ở trên góc độ quản trị rủi ro và quản trị tài khoản thì ông lê vẫn khuyến nghị các anh chị chúng ta nên đảm bảo cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta ở mức 37 hoặc 5 năm và chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ bán t cộng tại Uh, trên cái danh mục chúng ta có để chúng ta rất là an toàn và thời điểm hiện tại thì các anh chị nên hạn chế dùng mặc xin đó là một cái lời khuyên rất chân thành của cá nhân ông lê bởi vì khi chúng ta dùng mặc ok tỷ lệ uh, gọi là là cái gọi là 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 cái lợi nhuận của chúng ta sẽ tăng rất là nhanh chúng ta có thể nhân rất là nhanh uh, tuy nhiên trong những cái trường hợp mà nó trái đường gọi là trái gió trở trời uh, nó không theo đúng cái cái ý đồ của mình thì cái tài sản nặng của chúng ta cũng sẽ xuống rất là nhanh và thời điểm hiện tại là thời điểm mà chúng ta không nên dùng mạc zin ok thì ông chỉ có một vài cái chia sẻ như vậy thôi và bản thân cá nhân hùng lê thì cũng là một nhà đầu tư trưởng thành lên từ một nhà đầu tư và hiện thì cũng có những cái kiến thức như vậy hùng chia sẻ với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ai cảm thấy hay ai cảm thấy yêu ai cảm thấy vui Uh, thì về đây chơi cùng với Hùng Lê ai cảm thấy chưa yêu chưa vui chưa ok thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xem và chúng ta sẽ cảm nhận thêm và khi nào mà chúng ta đạt được cái độ chín khi nào mà chúng ta cảm nhận được cái sự uh, gọi là cái sự uh, đồng pha về cách giao dịch đồng pha về cách nhìn nhận cổ phiếu và thị trường thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái, cái quá trình làm việc uh, lâu dài ở trên thị trường chứng khoán uh, bản tin tuần này đến đây là hết uh, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trong các bản điểm tin tiếp theo